Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại thì mình đang ở chỗ đường Hai Bà Trưng nè mọi người, chỗ chị Hoa bán ổi và bé Quy. Thì hôm nay mình lại đây mình hỏi thăm tình hình buôn bán của hai mẹ con và cái chuyện mà bé Quy mà sắp tới đi học đó mọi người. Thì hiện tại thì bé đang thiếu một cái giấy tạm trú thì bé sẽ được đi học cho mọi người. Và mình đến đây thì cũng theo lời chị Phương ủng hộ cho hai mẹ con số tiền là 1 triệu đồng. Mình mọi người cùng xem clip của mình nha. Ok. Hello, hello chị Hoa. Chào chị Hoa. Dạ, chào Quy nè. Chào đâu, chào gì? Chắc gạo của chú anh chị hả? Giỏi quá ta. Có hết bệnh chưa? Chưa nữa hả? Trong cái đầu con ướt dữ vậy. Chạy đi chơi nè, phải không? Chạy đi chơi à, dầm mưa nên nó bị ướt đầu nè. Hôm nay bạn buôn bán sao chị Hoa? Bán cũng là gai chú. Gai gai hả? Thì hôm nay mình thấy thì có chuối nè. Chuối chín này nè. Đây. Xoài, ổi, đu đủ, bạc hà, dừa. Mọi người có ai đi ngang đoạn đường Hai Bà Trưng với Nguyễn Anh Chiểu thì ghé ủng hộ hai mẹ con nha mọi người. Trời hôm nay thì đang trời mưa nên hai mẹ con là bán chắc cũng rất là chậm đây. 40.000 một ký xoài. Chị cho em hỏi là cái giấy tạm trú á chị mà làm tới đâu rồi? Chị có quyết định là cho bé đi học ở đó không? Có nạp giấy rồi. Nạp giấy rồi. Rồi đợi người ta hay sao? Đợi người ta báo hay sao? Thì bữa nay cô hẹn lại 3 giờ lại mà trời mưa không có đi nè. Rồi cô nói để cô hỏi. Cô nói là cái giấy tạm trú đó từ từ cô nạp lại cũng được. Cô nói là nếu giờ mà có điều kiện thì mình đóng tiền làm vô học thôi đúng không? Đúng rồi. Mới vô là đóng bao nhiêu chị? Đóng 2 triệu. Giáo, dạ dạ đúng rồi, trên đây phải đóng tiền rồi mỗi tháng sau tiếp theo là 1.6 triệu một tháng. Ủa chỗ đó gần đây không chị? Gần, cũng gần ha. Trong nhà trọ đi ra là có cái trường. Dạ dạ, thì cũng rất là mong các cô chú anh chị quan tâm và thương đến hai mẹ con. Thì theo chị chia sẻ là mới đầu bé Quy vô học là sẽ đóng 2 triệu và sau đó là mỗi tháng tiếp theo là đóng 1.6 triệu. Cũng rất mong con bà cô chú thương tình thì ủng hộ hai mẹ con và những cái người mà đi ngang đường Hai Bà Trưng nè thì ghé ủng hộ, mua trái cây ủng hộ hai mẹ con nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì hôm nay em qua đây thì một là em hỏi thăm chị về việc học của bé đó, rồi cho coi chị buôn bán như thế nào. Thì sẵn là có chị Phương á là có ủng hộ cho chị là số tiền là 1 triệu đồng. Dạ. Em thì có một mạnh thường quân là đi phía Nam ở bên Mỹ á. Dạ, thì có coi clip thì thấy chú là cũng là người chào bên luôn. Thì thấy đồng cảm với chị, thấy anh chị là gì là sáng 3 giờ sáng phải ngủ ngoài đường làm gì đó thì chú rất là thương. Chú Nam ở bên Mỹ thì cũng ủng hộ cho kênh Gấu Lai Ghi là 100 đô cho chị Hoa nha mọi người. Rất là vui luôn. Thì có gì chị lấy tiền á thì chị đi mua đồ ha.
giờ em gửi tiền cho chị luôn ha. Ok. Quỳ kìa, Quỳ ngồi chơi điện thoại nữa con. Đây em gửi tiền cho chị luôn nè, gửi tiền cho chị luôn. Đây là tiền của chị Phương. Xin cảm ơn cô Phương ủng hộ cho hai mẹ con được số tiền này. Dạ. Quy cũng rất là quan tâm đến hai mẹ con đó. Quy à, Quy có gửi lời đến cô Phương không Quy? Cảm ơn cô Phương nhiều. Nhắn tắt gọn lẹ vậy thôi đó hả? Không có chúc cô Phương cái gì hả con? Chúc cô Phương cái gì đây? Chúc cô Phương may mắn. Ừ, chúc cô Phương may mắn. Rất là vui luôn nè. $100 của chiếc Nam bên Mỹ á. Đây. Đây là số tiền $100 bên Mỹ từ chú Nam. Gửi cho hai mẹ con. Chú Nam ủng hộ cho hai mẹ con số tiền này để dành cho những Quy vô trường đi học. Dạ. Xin cảm ơn chú Nam rất nhiều. Qua clip thì mình cũng xin cảm ơn chú Nam đã ủng hộ cho hai mẹ con có một số tiền để trang trải trong cuộc sống. Rất là cảm ơn chú luôn. Bé Quy có gửi lời gì đến chú Nam không nè? Cảm ơn ông Nam, ông thì chú đi, chú Nam đi ha. Ok. Cảm ơn chú Nam nhiều. Rất cảm ơn cô Phương nhiều, cảm ơn chú Nam nhiều thôi. Rất là vui luôn. Thì giờ này em thấy là cũng 3 giờ hơn rồi. Mà bán cái này rồi khi nào chị mới về? Rồi, mấy bữa nay bán mấy giờ mới về? 6 giờ mấy luôn hả? Tối luôn rồi. Mặt trời lặn xuống rồi mới về. Rồi chị cắt tiền đi chị, cắt tiền đi, cắt bỏ túi rồi để tiền đô này chị biết đổi không? Chị vô không biết đổi hả? À chú Quân đổi giùm ha. Ok, để chú Quân đổi giùm, cầm đi chút đi rồi lấy em đổi giùm cho. Cái gì để em chút đổi cho chị. Dạ dạ. $200 thì cũng được khoảng 2 triệu mấy, 2 triệu 3 mấy. Dạ. Dạ dạ dạ. Bé Vy đang ngồi chơi rồi mọi người. Trời mưa nãy chạy đi chơi ướt đầu hết. Đây chuối em thấy nãy này chín hết nè chị. Chuối này về nấu chè chuối ăn được nè. Còn trong đây nữa chị. À, chị đem không đem bánh ra cho bé Nam ăn, bé Quy ăn đi. Có ăn không? Cái này là me ngào đường của bà nội đó. À, bà nội làm đó. Nam ăn bánh nè, ủa Quy ăn bánh nè con, kêu lộn Nam hoài. Quy cảm ơn bà nội đây con. À, bánh này là cũng có một Mạnh Thường Quân mua và cô Nga Đà Nẵng mua hết cái số bánh này rồi mình đi qua đây mình có cho bé Quy. Bỏ điện thoại xuống con ăn đi, bỏ điện thoại xuống một chút rồi chơi nha. Cộng dây điện rồi kìa. Cộng dây điện rồi quắn. Ơi, ngon không con? Dạ ngon. Dạ ngon nha. Thôi đi, quay em chút nữa. Cảm ơn bà nội rất nhiều. Ồ, cảm ơn bà nội rất nhiều. Bà nội của anh bé Nam á, con bữa con qua bà nội đó nhớ không? Bà nội lấy bánh cho con ăn đó. Nhớ chưa? Nhớ không? Quên rồi phải không? Quên rồi. Bà nội mà bữa con qua ăn bánh mì đó. Chú Trung chở đi đó. Con nhớ không? Ừ, dạ nhớ, nhớ là vui rồi. Rất là vui luôn. Ờ, giỏi. Thì theo lời chú Nam á, thì có muốn mua cho chị mấy bộ đồ mặc á, chị nếu mà còn dư tiền á, thì mua mấy bộ đồ mặc á chị ha, mặc đồ mới bán trái cây cho nó xịn xòi. Chú Nam ở Trà Vinh luôn á chị. À chú ở Trà Vinh luôn, rất là vui luôn. Đồng hương luôn á. Cảm ơn chú rất là nhiều và cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Chị Phương, chị Phương đã gửi cho hai mẹ con một món quà. Thì giờ này cũng đến giờ mình đi làm rồi, chắc mình cũng xin dừng clip ở đây nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều.
mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người clip sau nha. Em chào chị Hoa nha, giờ em cũng đi làm rồi. Bye bye Quy con. Chào ok. Dạ dạ, cất tiền tư tế nha chị ha. Rồi ok chị. Bye bye mọi người nha.